Thưa quý vị, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự nhóm thanh thiếu niên dùng mã tấu hỗn chiến tại một quán Internet khiến một người bị thương nặng. Nhóm này gồm 11 nam thanh thiếu niên đều 17 tuổi, trú ở quận Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu của thành phố Đà Nẵng. Được biết, tối ngày 12 tháng 4, Lê Tấn Tuấn, 17 tuổi, trú tại quận Hải Châu, có xảy ra cự cãi đe dọa nhóm của Lê Văn Anh Bảo và Lê Công Đạt cùng trú tại quận Thanh Khê. Vì bực tức, Bảo rủ nhóm bạn của mình chuẩn bị hung khí tự tạo, gồm 10 cây đao và mã tấu để trả thù. Tối ngày 13 tháng 4, cả nhóm kéo đến quán Internet trên đường Hải Hồ đuổi chém nhiều nhát vào người Tuấn khiến nạn nhân bị thương tích nặng. Công an quận Hải Châu đã truy xét và đến ngày 14 tháng 4 đã bắt giữ nhóm đối tượng này.